Xin được kính chào toàn thể tất cả các bác đã quay trở lại với cửa hàng âm thanh bãi 1977. Thì ngày hôm nay em sẽ lên sóng cho các bác một cái sản phẩm mới về tới cửa hàng bên em. Đó chính là một dòng mic của thương hiệu Proca với mã model là DA2600. Lưu ý với các bác là các bác nhìn vào cái model này thì các bác đã nhận ra ngay cái công suất của nó và cái thiết kế của dòng đẩy này rồi. Nó chính là một dòng đẩy hai kênh với công suất sẽ là 600W một kênh các bác nhé. Trên thị trường thì đợt này có khá là nhiều cả những cái cửa hàng mà người ta thông báo cho bác những cái sản phẩm với những cái mức công suất gọi là bao ổ trên trời, nên là một số bác là sau khi mua hàng người ta gọi là ăn quả ớt ấy, rất là cay đắng. Cho nên là các bác đi mua hàng những cái dòng đẩy công suất thì hết sức là lưu ý với những cái sản phẩm được báo về mức công suất trên thị trường các bác nhé. Cái này thì như đối với cửa hàng bên em thì tất cả những cái sản phẩm đấy để các bác mua hàng ở bên đây thì đều rất cực kỳ yên tâm, xin khẳng định với các bác là chắc chắn là yên tâm về cái công suất thực tế mà con đẩy nó mang lại cho các bác đấy. Và bây giờ các bác đi chủ yếu đi tìm mua đẩy là tìm mua công suất thôi, chứ các bác không nên mua tìm nhiều sau đó gì cả. Đó là những cái dòng đẩy mạch class A, B, những cái dòng đẩy mạch đời ngày xưa rồi đấy các bác nhá. Lưu ý các bác khi đi mua cái cậu đẩy công suất thì là lên như vậy. Còn về cái sản phẩm ngày hôm nay thì em xin giới thiệu các bác một vài cái điểm chính, điểm nhấn chính của nó như sau. Thứ nhất thì thương hiệu Proca. Proca này nếu các bác nào mà theo dõi trên những cái kênh sóng của bên em thường xuyên thì không còn xa lạ gì với thương hiệu Proca này. Bọn em vừa mới bán một cái lô loa phiên bản của Party House và Proca liên kết với nhau. Đó chính là Party House G10, dòng bass neo, tép neo, full bass 25. Thì cái lần đó thì cái loa Party House cũng thực sự là cháy hàng và cái nhu cầu của bác đến tận bây giờ vẫn có một số bác đang hỏi về cái dòng loa của Proca đó. Nó rất là hay các bác nhé. Thì cái dòng đẩy này, thứ nhất nó là dòng đẩy hai kênh, công suất là 600W một kênh ở 8 ohm và 900W một kênh ở 4 ohm các bác nhé. Đây, thằng này thì thiết kế cho bác mà phía trước là một dạng thép không dỉ màu xanh. Điểm nhấn ở đây, thép không dỉ màu xanh với hai kênh sử dụng chip API. Ngoài ra sẽ là hai dãy đèn quắc các bác nhé. Hai dãy đèn quắc của hai kênh AB. Đấy thì nó sẽ hiển thị những cái thông số, và nếu như các bác thấy cái đèn clip của đèn Protect này nó báo đỏ thì con đẩy này nó đã bị lỗi các bác ạ. Và dòng đẩy này thì các bác ở phía trước nó thiết kế cho bác là hai cái lớp lưới tản nhiệt công tắc nguồn phía trước. Có một cái ưu điểm của cái dòng Proca này thì là cái phần mặt trước của nó nhá, cái phần mặt trước nó của cái phần màu xanh nhá các bác, cái thép không dỉ màu xanh nó đang khá là đẹp. Đây, bọn em thì chưa hề vệ sinh, chưa hề đụng chạm gì đến cái lô đẩy này mà các bác nhìn thấy nó đang khá là mới. Chỉ tiếc một điều là cái lô đẩy này nó có hơi ít số lượng các bác ạ. Ở đây nó chỉ có đâu đó tầm 8 con thôi. 8 con các bác nhé. Nên nó về thêm với cả cái lô đẩy này nữa này. Đấy, lô đẩy này nữa, cho nên là nó cùng cái giá thành nhá. Thành ra là cái số lượng này nó đủ so với, nhưng mà cái phân loại thì nó lại thiếu. Đây là bọn em sẽ bán cho các bác những cái mức giá nó cực kỳ rẻ thôi. Đấy. Cũng xin báo giá cho bác luôn. Thì với một con đẩy vào công suất 600W như thế này, 600W ở 8 ohm và 900W ở 4 ohm thì hiện tại bên em đang bán với giá là 3.900.000 đồng một con. 3.900.000 một con 600 các bác ạ. Các bác không nghe nhầm đâu. Thì lâu nay bọn em bán những cái dòng 600 thì giá nó có thể là nó sẽ trên 4 triệu, đa phần là trên 4 triệu. Nhưng mà lần này thì bọn em lấy được cái lô này, nó giá nó mềm hơn. Nên là bọn em sẽ để cho bác những cái giá đẹp hơn. 3.900.000 một con các bác nhé. Đây là phần mặt trước các bác ạ, đây là phần mặt trước này. Hàng đã còn rất là đẹp nhá, cực kỳ đẹp luôn. Bên trong thì chưa thổi bụi, khi nào mà gửi hàng đi cho các bác em sẽ thổi bụi đi. Còn về phần nội thất bên trong, nội thất bên trong thì các bác sẽ thấy đây. Đấy, con này thì sử dụng một cái nguồn xuyến các bác nhá. Đây, nguồn xuyến này là nguồn 20, một cái nguồn 20 các bác ạ. 20cm có vòng khử nhiễu ở đây, vòng khử nhiễu này. Thì cái vòng khử nhiễu này thì em đã nói rất là nhiều về cái tính năng của nó rồi. Con đấy này, cái dạng nguồn xuyến này khi nó hoạt động các bác ạ, sản sinh ra những cái dạng sóng điện từ nhá, sóng điện từ ạ. Thì cái vòng khử nhiễu này là nó bao bọc cái nguồn này để tránh những cái dạng sóng điện từ nó ảnh hưởng đến những cái phần bô công suất bên đây. Bô công suất, những con dọn so công suất như này nó sẽ gây ra cái việc là bị méo tín. Méo tín các bác ạ. Đây. Còn dòng này nó sẽ sử dụng cho bác là 16 xò. 16 xò, đây là xò NG các bác nhá, xò NG này. Đấy, xò NGV kép các bác nhá, xò NGV kép với hai cấp bù áp. Và dòng này thì sử dụng cho bác là 8 con tụ 80V và 15.000 microfarad. Đấy, 80V và 15.000 microfarad. Thì những con tụ này thì thứ nhất là dù dòng đấy này nó đã qua một thời gian sử dụng rồi, nhưng mà tụ các bác nhìn này, tụ là phẳng lì nhá, đẹp tuyệt vời luôn. Kể cả cái linh kiện bên trong, cái linh kiện bên trong, cái nội thất bên trong của dòng đấy này thì các bác nhìn thấy là nó cũng đang rất là đẹp, gần như là không có
không có một cái tì vết nào luôn các bác ạ. Thì cái dòng này thì nó về đến đây, nó đang còn zin nhá bác, zin đét 100% luôn, không có bất kỳ một cái đụng chạm, một cái dấu vết gì của cái chấm phá của hàn hết cái gì cả. Đó là cái điều chắc chắn dành cho tất cả các bác luôn. Bao zin bao xịn cái lô đại này, bao zin bao xịn lô đại này luôn các bác nhá. Thiết kế này này, thường là mạch class H thì thiết kế thế này thôi, mạch class H thế này thôi các bác ạ. Các bác xem class B thì nó mới dài, nó mới nhiều linh kiện thôi, chứ còn class H thực sự thì nó chỉ cần như thế này thôi, không cần quá nhiều những cái phần để các bác phải nhìn vào linh kiện bên trong. Nhiều thực ra nặng chứ chắc là khỏe đâu các bác, nặng nhiều linh kiện chứ chắc là khỏe đâu. Còn đây là phần mặt sau này, mặt sau chỉ có hai quả tán nhiệt các bác nhá, hai quả tán nhiệt này đây. Con này thì chạy nó rất là êm, vừa êm vừa mát, vừa êm vừa mát linh kiện, cho nên là dòng này nó chỉ cần thiết kế cho bác là hai cái quả tán nhiệt như này thôi, và yên tâm các bác nhá, dòng này đánh thì không lo tụt dòng đâu, có chắc chắn không bao giờ có chuyện tụt dòng đâu các bác ạ. Và phía sau này linh ra đẩy mới này, linh ra còn đẩy khác là kênh linh 1, linh 2 này, input vào này, từ van xuống đẩy, từ van mixer xuống này. Con này thì vẫn đầy đủ các bác những cái chế độ đánh, ba chế độ đánh này, bright chập kênh, shifter là hai kênh, và parallel đánh dạng mono này đây. Còn cái độ nhạy tín hiệu đầu vào thì là 0.75, 1V và 1.4V. Đây, rắc thì ra loa, rắc cọc và rắc liều trích các bác nhé. Dòng này thì cực kỳ khỏe bền. Nói chung là các bác mua những cái dòng đẩy này 600W mà có 3.9 triệu thì cũng là một cái mức giá cực kỳ phù hợp trong cái thời điểm hiện nay. Chắc chắn là một cái dòng đẩy cho các bác những cái chất lượng mà xứng đáng với cái giá tiền mà các bác bỏ ra. Đấy các bác nhé, dòng đẩy này thì bao zin, bao xịn, bao đẹp. Thử hàng trong vòng 5 ngày, nếu bác nào không ưng thì có thể gửi lại để nhận lại tiền. Còn bảo hành thì là lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng. Nếu như bác nào mà sau cái 3 tháng đó mà gặp những cái lỗi thì bác có thể là gọi cho bọn em sẽ hỗ trợ các bác sửa. Thì lúc đấy thì hết chi phí bao nhiêu em sẽ thông báo với các bác để chúng ta anh em mình vui vẻ cả hai bên các bác nhá. Và xin hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo của 1977 ạ. Xin chào các bác ạ.